Thì Hải mới vừa đổi xong. Bên này hôm nay Mai Vân cũng đông này, Hà Tâm cũng đông. Và thì bây giờ mình sẽ đi vào đường Nguyễn Ninh, sau đấy Hải cập nhật cho mọi người nhé. Hôm nay thì Hải cũng mới vừa đổi xong mọi người. Chào bác, Hải xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh Hải trong buổi chiều ngày hôm nay, buổi chiều ngày 23 tháng 5 năm 2024. Hiện tại bây giờ là 17 giờ thì Hải mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi dạo tại những con đường trung tâm, cũng như là hôm nay mình ghé qua khu vực chợ Bến Thành để mình đổi ngoại tệ cho mọi người. Thì hôm nay thì Hải có lương của YouTube đây, hôm nay được khoảng 200 đô ấy, cũng có một cái khoản nhỏ nhỏ đi quay quá trình đổi ngoại tệ gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình đấy, cập nhật tỷ giá ngày hôm nay luôn. Giờ cái này là mình vào đổi trực tiếp thôi mọi người, ghé qua đổi sau đấy rồi ghi lại cái quá trình đổi như thế nào, rồi giá cả như là sao thì sẽ cập nhật cho mọi người luôn. Ở đây thì cũng có một số cái tiệm hàng cũng như là mọi người có thể đổi được, nhưng mà Hải thì Hải vẫn thích đổi tại hai cửa hàng khu vực Hà Tâm và Mai Vân, vì cái chỗ đấy là giá cả là ok nhất. Đây, bây giờ mình sẽ vào cái đường Nguyễn Trung Trực, sau đấy mình qua khu vực đường Lưu Văn Lang hoặc sẽ tiến về sẽ Bến Thành. Đây, khu vực này thì mọi người có thể ghé qua đây, khu vực này ăn uống này, có bún chả nướng này, có cơm đấy, đầy đủ luôn. Đây, mọi người du khách người ta đang ngồi ăn đấy, chuyển sang bên này, trước là ngồi bên kia này, bây giờ người ta thuê cái mặt bằng nên là giờ chuyển đấy. Con thấy là khách Hàn Quốc người ta hay ăn bún thịt nướng rồi đấy chứ. Đây, bên này đường Lưu Văn Lang và mình đi vào đường này luôn, đi ra đường đi qua đường Lê Thánh Tôn và sau đấy về khu vực bên đổi ngoại tệ. Còn bên này cô này bán xôi ghê, là mọi người thấy cái nồi xôi to ghê, là hai nồi. Đấy, bên này các bạn có sơn gà, bên này thì bạn cà phê này, thấy nó cũng du khách nước ngoài ngồi khá đông đó. Bên này thì vẫn là người Việt mình, mọi người trong này nhiều gái xinh lắm, quán cà phê này lúc nào cũng nhiều gái xinh, nhưng mở cửa thì sớm nhưng mà đóng cửa hơi muộn, à đóng cửa không, cửa hơi sớm nhé. Vâng, thì bây giờ thì mình sẽ đi về khu vực chợ Bến Thành nhé. Và đây thì cũng có một ngân hàng, ngân hàng BIDV, rồi cũng có cửa hàng tiện lợi là Circle K luôn. Đây, bên này thì có muốn bún riêu cánh này. Bên này xe này thì có cái Home Theo Hải Nam. Đây, bánh chuối này, chả nướng, chả chuối. Đây, bên chỗ khu vực này thì có bán, mình bán thôi. Này là bánh canh đồng về đấy, người tới mua cực kỳ là đông. Bên này là khu vực bán sim 4G, bán những cái tour du lịch. Ở đây hôm nay chiều nay có vẻ là du khách đi khá đông đấy, hướng về khu vực chợ Bến Thành. Đây, sau đó bên này mọi người, bên này thì bên này cũng có món bánh cái cua, nhưng có vẻ hơi vắng khách này. Bây giờ bán mắt kính, bán nhẫn vàng, rồi cũng có một số chỗ đổi ngoại tệ nữa, quán ăn ở trong khu vực này. Ở bên này là bán những cái tour du lịch, khách sạn. Spa, bên này bán nước mía nữa này. Quán gì đây? Bánh canh rồi. Khu vực này bán khá nhiều bánh canh nhé. Bên này là Catena, một cái thương hiệu trà sữa Catena đấy, đồng cũng là Catena, mà hãy cái đồng lái Catena.
Đấy, bên này đây là chỗ nhà nghỉ Song Anh này, trong dọc khu này rất là nhiều nhà nghỉ luôn. Cây sầu riêng mắt kính. Đấy, khách hàng người ta mua cái đồ như kiểu như đồ đi biển đấy. Mọi người thấy có hai em khá nuột đây, hãy zoom cho mọi người xem nhé. Đấy, khá là xây luôn. Đi vào đường Khổng Phò Huân này. Đây mình sẽ đi một đoạn vào đây. Đấy, riêng khu vực nhà đố của người rất là nhộn nhịp, bán những cái đồ nó có luôn. Đấy. Rất là dễ thương. Còn khu vực này là bán đồ lưu niệm này, mình sẽ đi dạo dạo này một xíu, nước mía này. Bán nhiều mẫu mã mặt hàng mọi người. Thì giờ thì tiến hành qua khu vực này mình đổi. Ui, này đông lắm. Đây mọi người thấy này, khu vực này bán khá là lộn xộn, bán đủ kiểu luôn. Đây cái khu vực này. Vâng, thì ở đây thì nó có cái xe túc túc mọi người. Đây, xe túc túc tại khu vực này đứng chờ đón này, khách tham quan này. Đấy thì khi này mới có một trận mưa khá là lớn mọi người. May mà có trận mưa nó mới mát đấy. Mà được cái là ngày hôm nay mưa thì không có ảnh hưởng, không có bị lụt ở một số nơi Thủ Đức hay Gò Vấp đỡ nhiều. Bây giờ mình sẽ vào với đường Phan Chu Trinh. Bên này có nốt hương đặc sản. Đi hướng này thì mình đi qua Hà Tâm và Mai Vân. Hái là hái thứ hai đổi Hà Tâm. Hà Tâm là giá nó ok hơn so với Mai Vân. Đấy. Cũng như lượng khách đổi mọi người thấy không? Ở bên Hà Tâm mà nó cũng nhiều khách hơn nhiều so với bên khu vực bên Mai Vân. Cái này đi mưa mọi người, nó ra mồ hôi đấy. Mọi người thông cảm nhé, xem chắc nó hơi bở mở xíu ấy. Rất là đông. Ôi,
À, dạ vâng mọi người, thì Hải mới vừa đổi xong. Bên này hôm nay Mai Vân cũng đông này, Hà Tâm cũng đông. Thì bây giờ mình sẽ đi vào đường Nguyễn Ninh, sau đấy Hải cập nhật cho mọi người nhé. Hôm nay thì Hải cũng mới vừa đổi xong mọi người. Giá là giá là 25.000. Đây, mọi người thấy là 25.600 đồng. Có vẻ là hôm nay đô xuống mọi người. Hôm vừa rồi mới đổi có được 27.000, hôm nay còn có mỗi 25.600 đồng thôi. Đây là đồng mới cứng luôn mọi người, đồng đô mới, Hải mới vừa rút tại ngân hàng ra luôn á. Vâng, thì mọi người đổi ở đây thì nhớ lưu ý mang những cái đồng bạc mà mới mọi người đổi nhá. Còn đối với những đồng bạc cũ thì mọi người để giữ lại nước sở tại gì ở mọi người đó nhá. Mọi người giữ lại nước sở tại mình về mình tiêu thôi. Với đồng bạc mà nó cũ cũ mà nó hơi nhào nhào một xíu là mất giá khá là nhiều. Đấy, giống như vừa rồi thì Hải cũng có chia sẻ với mọi người đấy, một cô Việt kiều Mỹ gửi đồng ngoại tệ. Hãy gửi về cái đồng ngoại tệ 100 đô mọi người, mà đổi có 2 triệu cái đồng cũ cũ không hiểu sao mà đổi thấp vậy. Hay còn hôm nay là Hải đổi đồng mới cứng luôn mọi người, mà hôm nay nó xuống ghê luôn. Rồi, có 25.600 đồng thôi. À vâng, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi vào đường Lê Lai, sau đấy mình đi qua chợ Bến Thành quay mọi người xem một xíu nhé. Trời bắt đầu tối đấy. Đứng xếp hàng phải bắt đầu khoảng gần 10 phút mới đổi mọi người. Hôm nay đông, cái tầm chiều chiều khoảng 5 giờ thì lượng người tới đổi ngoại tệ nhiều hơn so với mọi hôm. Hôm nay thì đổi 200 đô cũng được 5 triệu 120 ngàn này. Đổi 200 đô thế này thì ấy, cứ chú ý chị mình nên cân nhắc khi đổi nhá. Nói chung là nó có lên xuống tùy từng lúc ấy. Thường thường là một ngày thì nó sẽ lên xuống tại khu vực này, nên người có thể đổi để lựa chọn tham khảo. Mọi người có thể xem một số kênh người ta hay chia sẻ, người ta hay đổi trực tiếp thì người ta sẽ biết nhiều hơn. Còn Hải là Hải cứ lâu lâu mới có rồi mình mới đổi thôi chứ không có nhiều. Hải thường thường tầm khoảng 20 tới 22 là YouTube nó trả tiền, thì lúc nay mình có tiền thì mình có quay cho mọi người xem thôi. Bây giờ này cái lượng người đi bắt đầu về tập trung ở chợ Bến Thành đông mọi người này. Bây giờ thì Hải sẽ đi qua chợ Bến Thành một vòng nữa, quay cho mọi người xem một xíu. Trong may một cái trận mưa này nó mát, nó không hiểu sao hôm nay đường này đông người đi đông ghê. À đúng rồi, dưới kia nó đang cấm đường mọi người, cấm chở xe qua lại. Để ngày mai tổ chức lễ hội, lát nữa Hải sẽ quay một clip kia rồi gửi cho mọi người cùng biết luôn. Lát hôm tối mình sẽ quay cho mọi người xem. Bao nhiêu thì đến thứ bảy này Hải đi Đà Nẵng quay cho mọi người cùng xem luôn. Hải đi chơi Đà Nẵng mấy ngày, 3-4 ngày đấy, chắc là tầm khoảng rơi vào khoảng 3-4 triệu. Vé tàu Hải có đặt rồi, vé tàu đặt hết 700 mấy á, mình đi vé ngồi thôi. Và vé kia nó đi mình đi kiểu như mà đặt trước khoảng một tuần thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều so với mình mà mua mà đi luôn mấy 1-2 ngày á, nó sẽ mắc hơn. Còn đối với giường nằm mà 1,1 triệu cơ, giá nó khá là cao. Hôm nay thấy nhiều người tới khu vực này chụp hình ghê nha.
Rồi, mình xem hai đồ nó nhảy đấy. Mỗi lần mình đi qua cũng mua thấy cũng ngại, mỗi lần mình đi qua chợ ngại lắm. Thì mọi người có thể thấy chợ Bến Thành có một cái điểm khá là khác biệt đó mọi người. Tiểu thương người rất là đông, người khách tới mua tới thôi, chợ Bến Thành khá là đông nhưng mà mua là ít. Anh tiểu thương ngồi vắt chân lên chờ khách luôn, nó mà không có khách thì mà không có khách mua mọi người. Đa phần là người ta sẽ vào bên trong người ta tham quan là nhiều. Ở cái vấn đề này thì từ đầu năm đến giờ nó vẫn chưa có gì khả quan mới. May mà hôm nay thời tiết thì nó cũng dễ chịu hơn một xíu so với những ngày khác. Mọi hôm vào thấy khách có hết cả một hồi, có hết cả lực luôn, có đấm luôn á. Đấy thì dọc con đường Lê Văn Lang mọi người thấy là mãn á. Đấy toàn là giày dép rồi các cái mẫu mã khá là đa dạng. Dạ bác, thì đến đây Hạ xin phép được dừng video clip ở đây nha. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã đồng hành và hẹn tất cả mọi người ở một video clip tiếp theo.